Xin giới thiệu quý vị các bạn, mình có con chó cảnh đấy, nó chưa chửa lần nào. Ai có nhu cầu thì mình chuyển nhượng cho nhá, rất là đẹp, nó rơi tầm độ 7 cân đấy, rất là béo, mình chưa cho đi bồng đâu đấy, rất là ngoan đấy. Ai có nhu cầu thì mình chuyển nhượng lại nhá, bởi vì mình đi làm rất là bận. Con này rất là ngoan, trông nhà rất là tốt đấy. Con này nuôi được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Con này nuôi được rơi vào tầm độ 7 tháng rồi. 7 tháng. Có khả năng là đòi bỏng đấy. Thế có nói giá, có nói giá không? Nói giá bao nhiêu tiền không? Bán được tầm độ 2 triệu rưỡi. Dạ. Ai có nhu cầu mình chuyển nhượng nha. Anh đâu số lại điện thoại của anh. Ai có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại mình, số điện thoại của mình là 0986 295 509 nha. Anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Cường. Okay. Lê Cường, Chù Hương. Ok. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu thích mua loại chó này thì liên hệ cùng với anh Cường nhé, theo số điện thoại anh vừa nói đấy. Xin phép dừng video tại đây.